ta cũng chào đón 4 thí sinh rất đáng yêu đến tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23. Và đặc biệt sự xuất hiện của một người khiến tôi rất ấn tượng, đó là Yến Nhi. Bạn là người đạt giải nhì chạy điền kinh của trường đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Wow. Không biết là trong lúc chạy làm sao mà mình vừa có thể chạy nhanh vừa giữ được thăng bằng ạ? Tướng em sẽ vậy. Em sẽ nhìn về phía trước và em sẽ chạy. Mặt em luôn nhìn về phía trước. Và mà ngoài khả năng chạy như là Vi đã chia sẻ thì bạn Yến Nhi của chúng ta có điểm trung bình các học kỳ không dưới 9,7. Thủ khoa đầu vào của trường, luôn mang theo một cuốn sổ để ghi chép các từ mới tiếng Anh. Tiếng Anh là sở trường của bạn ạ? Có lẽ là tiếng Anh là môn mà em thích nhất ạ. Thế bây giờ chúng tôi có thể kiểm tra cái khả năng phát âm tiếng Anh của bạn qua một bài hát tiếng Anh được không? Dạ, cũng có thể ạ. Em sẽ xin tặng cho Vi và anh Huy bài The Nice. Và bài này nó cũng là cái động lực sống và cũng là cái bài mà em rất là yêu thích nhất. Ý nghĩa quá, cảm ơn Yến Nhi. Em muốn quà dành tặng mọi người. He said one day you leave this world behind, so live a life you will remember. My father taught me when I was just a child, these are the nights that never die. My father taught me. Duy Minh đến từ trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Đông Du Đắk Lắk, thì là người học sinh giỏi toàn diện năm lớp 10, giải 3 học sinh giỏi tỉnh môn hóa. Và bí kíp học là gì? Bí kíp học hóa của em thì chúng ta nên là nắm vững kỹ lý thuyết. Thế còn thực hành thì sao? Dạ vâng, thực hành thì cái đấy phải tùy vào tay mỗi người. Nếu mà tay ai tốt thì có thể làm những cái thí nghiệm từ khó đến dễ, nó rất là đơn giản thôi. Nhưng mà nếu mà ai tay run hay là chưa được sờ vào ống thí nghiệm nhiều thì cái nguy cơ nó bị bể rất là lớn. Ở trong cuộc sống thì ngoài hóa, Duy Minh có thích cái gì nữa không em? Đặc biệt là có một sở thích của em là em thích ngủ. Em thích ngủ nướng với lại các bạn. Ngủ nướng với các bạn? Hả? Rồi. Là em là học cách trường 30 km, nên là em phải học nội trú ở trường. Vậy nên là cứ mỗi sáng là cũng nhìn thấy vài đứa nằm bên cạnh mình thôi. Thế Duy Minh có thích mua sắm online không em? Dạ, em thì em cũng có đam mê với đặt hàng online từ năm lớp 9. Thế thì cũng xin giới thiệu với em người chung đam mê với em, Huyền Diệu, chuyên gia livestream bán hàng. Cô gái tóc bím dễ thương. Hay là em thể hiện một chút tài năng của mình với tất cả khán giả được không? Dạ vâng, em sẽ bán hai bạn nam tại đây ạ. À, bán hai bạn nam, ok. Hay quá. Hai bạn nam này đều rất đẹp trai và rất tài giỏi ạ. Ngoài ra thì các bạn đều là những người con của những miền đất địa linh nhân kiệt, và đặc biệt là các bạn là thí sinh của Đường lên đỉnh Olympia. Kìa, có comment tới: mua hai bạn nam này về nhà để làm gì? Các bạn có thể mua hai bạn nam này để giải hộ bài tập hóa và có thể luyện tập tiếng Nhật ạ. Giá bao nhiêu chị ơi? 500.000 một đôi, free ship. Em ơi, bị phá giá quá rồi em ơi. Rất là thú vị. Và ngoài ra Huyền Diệu còn có những thành tích rất là đáng nể nữa. Top 6 thí sinh có điểm thi vào lớp 10 cao nhất trường. Bạn là nhà sáng lập câu lạc bộ tranh biện và câu lạc bộ sự kiện của trường. Quang Minh, chàng trai đã đạt chứng chỉ tiếng Nhật GLPT cấp độ 4. Thế thì chúng ta phải trổ tài một chút tiếng Nhật chứ nhở? Watashi wa Ming desu. Bakuzan no senmon gakkou no gakusei desu. Watashi no shimi wa hon o yomu koto to piano o higu koto desu. ご清聴ありがとうございました。Và ngoài khả năng tiếng Nhật, theo em đánh giá thì em có khả năng nào nổi trội nữa? Em còn khả năng là chơi piano. Thế tuy nhiên mà là trước đấy có một khả năng mà em đã vô tình tìm ra từ khi học cấp 2, đó là khả năng soi lỗi chính tả. Một cái lỗi chính tả mà bạn thấy nhiều người hay mắc là gì ạ? Bạn có thể chia sẻ được không? Cái lỗi này thì xuất hiện ở cả văn nói và văn viết, đó là chính là ngọng lờ nờ ạ. Ví dụ như từ Lào ạ? Đó là từ nào nhưng anh nói là từ Lào ạ? Từ đấy. Bây giờ là phần thi khởi động. Các bạn thí sinh của chúng ta sẽ lần lượt trải qua 3 lượt thi khởi động với số lượng những câu hỏi lần lượt là 8, 12 và 16 với độ khó tăng dần.
hãy cùng đến với lượt thi khởi động đầu tiên với 8 câu hỏi. Để tìm kiếm nhanh một từ hoặc cụm từ hoặc đoạn văn bản trong Microsoft Word, ta dùng tổ hợp tìm tắt mặc định. Alt. Đáp án là Control F. Bộ phận nào của mắt có vai trò tương đương với tấm phim máy ảnh về phương diện quang học? Nguyên Diệu. Võng mạc. Chính xác. Đoạn trích vào phủ chúa Trịnh nói về Lê Hữu Trác vào phủ chúa bắt mạch kê đơn cho ai? Nguyên Diệu. Thái tử. Thế tử Trịnh Cán ạ. Bảo tàng nào ở nước ta có hơn 10.000 vật dụng liên quan đến cà phê qua nhiều thời kỳ lịch sử và văn hóa trên thế giới? Duy Minh. Quốc gia Hà Nội ạ. Bảo tàng thế giới cà phê ạ. Muối FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra kết tủa màu. Quang Minh. Nâu đỏ. Chính xác. Nếu A và B là hai đường thẳng chéo nhau thì có bao nhiêu mặt phẳng chứa A và song song với B? Duy Minh. 1 ạ. Chính xác. Triều đại nào của nước ta 3 lần chiến thắng quân Mông Nguyên? Duy Minh. Nhà Trần. 10 điểm nữa. Which city in Vietnam has nickname City of Bridges? Duy Minh. Đà Nẵng. Chính xác. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã vượt qua lượt thi khởi động đầu tiên và có 3 bạn thí sinh đang giành điểm là Quang Minh có 10 điểm, 30 thuộc về Duy Minh và 5 điểm thuộc về Huyền Diệu. Vâng, Yến Nhi cần cải thiện khả năng bấm chuông của mình tốt hơn. Vừa rồi cũng chỉ là 8 câu hỏi khởi động thôi, chúng ta vẫn còn rất nhiều những câu hỏi ở phía trước. Vì thế cả Yến Nhi, Huyền Diệu, Duy Minh và Quang Minh, các bạn hãy thật cố gắng. Bây giờ sẽ là lượt thi khởi động thứ 2. Trong khu di tích đền Hùng, đền nào tương truyền là nơi mẹ Âu Cơ sinh ra bọc chăn trứng? Yến Nhi. Đáp án là đền Hạ. Khi vật dao động điều hòa đi từ biên về vị trí cân bằng thì vận tốc cùng chiều với? Duy Minh. Giảm tốc. Chính xác. Tác phẩm nào của Lev Tolstoy đã phản ánh chân thực một giai đoạn bi tráng của xã hội Nga khi hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte xua đại binh vào nước Nga? Duy Minh. War and Peace. Chiến tranh và hòa bình. Nhiều loài cây gỗ lớn như thông, sồi không có lông hút ở rễ, chúng hút nước và muối khoáng từ đất nhờ nấm rễ. Đây là quan hệ hỗ trợ gì? Duy Minh. Hội sinh. Cộng sinh mới đúng ạ. Vùng duyên hải Bắc Bộ bao gồm 5 tỉnh và thành phố là Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình và Quang Minh. Thái Bình. Chính xác. Là những hợp chất hữu cơ mà phân tử có chứa nhóm hydroxin liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon của vòng benzen. Duy Minh. Phenol. 10 điểm nữa. Brong là mặt ngăn cách, khác biệt nhau về tính chất vật lý. Quang Minh. Đối. Hai khối khí ạ. Khi cắt hình nón bởi một mặt phẳng song song với đáy không qua đỉnh thì phần mặt phẳng nằm trong hình nón là một hình. Duy Minh. Cho cụt. Hình tròn. How many digits does a Vietnamese mobile phone number have? Yến Nhi. You're 10. Chính xác. Quản tượng là người trông nom huấn luyện. Yến Nhi. Yeah, voi. 10 điểm nữa. Sau năm 1975, Việt Nam lần đầu tiên trở lại tham gia Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games vào năm nào? Đáp án là 1989 ạ. Giải Trần Hữu Trang là giải thưởng danh giá của nghệ thuật. Yến Nhi. Điều hồi họa. Cải lương mới đúng ạ. Như vậy là 12 câu hỏi tiếp theo đã được các bạn thí sinh của chúng ta giải quyết xong. Và số điểm mà các bạn đang có lần lượt là 15, 50, 5 và 15. Duy Minh đang có 50 điểm, tạm thời dẫn đầu. Bạn cười có vẻ tủm tỉm nhưng tôi nghĩ là bạn cũng đang khá vui. Bạn thích câu hỏi nào nhất? Dạ, em thích câu hỏi War and Peace. Chiến tranh và hòa bình. Và một điều đáng mừng hơn nữa đó là hai cô gái của chúng ta đã bắt nhịp một cách tốt hơn khi mà hai bạn cũng đã có cho mình những số điểm xứng đáng. Và chúng ta sẽ còn rất nhiều câu hỏi phía trước nữa. Bây giờ sẽ là lượt thi khởi động thứ 3. Theo báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2023, nước nào là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới? Duy Minh. Việt Nam. Phần Lan ạ. Tích của ba số tự nhiên liên tiếp luôn chia hết cho 1, 2 hay 3? Duy Minh. 3. Chia hết cho cả 3 số ạ. Chú trong câu hát chú ngồi học bài một mình bên hố bom kề vườn xoan là con vật nào? Quang Minh. Ấy cả. Chính xác. Quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng là gì? Quang Minh. Giống ạ. Quang hợp ạ. Ứng dụng chính của ancol nào là để sản xuất aldehyde formic và acid acetic? Duy Minh. Ancol ethylic. Methanol ạ.
Những câu dập dìu tài tử giai nhân, ngựa xe như nước, áo quần như nêm trong truyện Kiều của Nguyễn Du gợi nhớ cảnh lễ hội mùa. Duy Minh. Mùa xuân. Chính xác. Lực tương tác giữa hai điện tích được gọi là Huyền Diệu. Lực điện từ. Lực điện hoặc lực Coulomb ạ. Ngôi chùa nào ở Bắc Giang là nơi lưu giữ bộ mộc bản gốc duy nhất của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử? Quang Minh. Chùa Vĩnh Nghiêm. Chính xác. Hệ nào đóng vai trò quan trọng nhất trong việc chi phối quá trình sản sinh tinh trùng và trứng? Yến Nhi. Hệ thần kinh. Hệ nội tiết ạ. Đảo Phú Quốc nằm trong vịnh nào? Huyền Diệu. Vịnh Thái Lan. Chính xác. Cơ thủ là từ được dùng để chỉ người chơi môn thể thao nào? Huyền Diệu. Bia. 10 điểm nữa. Which flower is the symbol of the Vietnam Film Yến Festival? Lotus. 10 điểm. Ai là tác giả của tập vũ Chung Tùy Bút? Quang Minh. Nguyễn Dữ. Phạm Đình Hổ ạ. Định Nam đao là vũ khí được cho là gắn với nhân vật nào trong lịch sử Việt Nam? Đáp án là Mạc Đăng Dung ạ. Thành phố Mỹ Tho của Tiền Giang có tượng đài lãnh tụ nào của phong trào chống thực dân Pháp ở Nam Kỳ vào nửa cuối thế kỷ 19? Quang Minh. Nguyễn Trung Trực. Thủ Khoa Huân ạ. Theo luật giao thông đường bộ hiện hành, người đủ bao nhiêu tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50 cm3? Duy Minh. 16. Chính xác. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đã hoàn thành phần thi khởi động tại đây, và hãy cùng xem ai đang có những lợi thế ban đầu về mặt điểm số. Đang sở hữu 20 điểm là Quang Minh, đó cũng là điểm số của Yến Nhi. Đang có 35 điểm là Huyền Diệu, và dẫn đầu với 55 điểm là Duy Minh.